Let's watch Star Wars. The seventh movie's out. Everyone's saying it's the bomb. Thôi, hôm nay trời đẹp mà. Hay là mình ngồi đây chơi đi. So now what? Gonna go back to painting? I want to be now. How much was that fellowship again? Like some thousands of dollars? Thì vài ngàn đô. And you gave that up. That is a lot of money. Tiền á, đâu phải là tất cả đâu. You could have been a badass business bitch. Badass, super rich business bitch. Nhưng á, mà nghe cũng hay mà đúng không? Yeah, you totally do. I need to get that checked out. Thôi mình đi về nhà nha. Do you trust me? Yeah. Ngày mai chị hứa với em chị phải đi bệnh viện nha. Don't worry. Yes, I will. Promise. You sure? Yeah. Sure. Em làm gì trong cái ngày vậy? Anh ơi, hay là mình đi xem chiến tranh giữa các vì sao không? Cái phim vừa cũ là vừa dở nữa. Anh cũng không có thời gian để coi. Mấy ngày qua anh biết em đi đâu mà. Nhưng anh không hiểu tại sao em phải thích đến nghĩa trang đó như vậy. Cuộc đời của chúng ta không thể sống mãi trong quá khứ được. Ngày mai á là đám cưới của chúng ta. Những người phụ nữ đẹp ở ngoài kia, họ làm tất cả mọi thứ để có vị trí của em ngày hôm nay. Dù họ có làm như thế nào thì anh vẫn dành trái tim cho em. Nhưng hành động nhỏ của em ngày hôm nay nó để lại hậu quả rất là lớn. Nói vậy thôi. Nhìn em kìa. Em thật là cô gái xinh đẹp. Em không thể thay đổi quá khứ. Hoàng Quân đã chết vì ung thư rồi. Quân. Một hành động nhỏ, một hậu quả to. Ở bên anh và quên cô ta đi. Gì vậy em ơi? Có sao không em ơi? Weren't you supposed to be in the States? Doing that big fellowship with that big tech company with this guy? Dave. So Dodger. Yeah. Họ cũng tốt. Mà anh ấy cũng tốt nữa. Nhưng mà họ không cho em mang theo cu li của mình, nên là em không có đi đâu. Em sẽ ở với chị mãi mãi luôn. Chịu không? Chịu. Thank you.